12 diễn viên có mặt phụ huynh, vẫn đóng vai teen, vậy mà vẫn được khán giả yêu thích mới lạ đời. Đôi khi người xem nhận ra ngay các diễn viên không được chọn theo đúng độ tuổi của các nhân vật trong phim. Nhưng đôi khi, chúng ta không chú ý đến sự khác biệt này, vì ngoại hình đẹp và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của các ngôi sao Hollywood. Cùng xem danh sách dưới đây nhé! 12 diễn viên có mặt phụ huynh vẫn đóng vai teen, vậy mà vẫn được khán giả yêu thích mới lạ đời. Ảnh 1. 12 diễn viên có mặt phụ huynh vẫn đóng vai teen, vậy mà vẫn được khán giả yêu thích mới lạ đời. Ảnh 2. 12 diễn viên có mặt phụ huynh vẫn đóng vai teen, vậy mà vẫn được khán giả yêu thích mới lạ đời. Ảnh 3. 12 diễn viên có mặt phụ huynh vẫn đóng vai teen, vậy mà vẫn được khán giả yêu thích mới lạ đời. Ảnh 4. 12 diễn viên có mặt phụ huynh vẫn đóng vai teen, vậy mà vẫn được khán giả yêu thích mới lạ đời. Ảnh 5. 12 diễn viên có mặt phụ huynh vẫn đóng vai teen, vậy mà vẫn được khán giả yêu thích mới lạ đời. Ảnh 6. 12 diễn viên có mặt phụ huynh vẫn đóng vai teen, vậy mà vẫn được khán giả yêu thích mới lạ đời. Ảnh 7. 12 diễn viên có mặt phụ huynh vẫn đóng vai teen, vậy mà vẫn được khán giả yêu thích mới lạ đời. Ảnh 8. 12 diễn viên có mặt phụ huynh vẫn đóng vai teen, vậy mà vẫn được khán giả yêu thích mới lạ đời. Ảnh 9. 12 diễn viên có mặt phụ huynh vẫn đóng vai teen, vậy mà vẫn được khán giả yêu thích mới lạ đời. Ảnh 10. 12 diễn viên có mặt phụ huynh vẫn đóng vai teen, vậy mà vẫn được khán giả yêu thích mới lạ đời. Ảnh 11. 12 diễn viên có mặt phụ huynh vẫn đóng vai teen, vậy mà vẫn được khán giả yêu thích mới lạ đời. Ảnh 12. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.